Chào mọi người, Hiền đây. Hôm nay thì Hiền sẽ hướng dẫn mọi người vẽ một loại lá, đó chính là trầu bà lá xẻ, hay còn có tên gọi khác là trầu bà quái vật á. Tên nó thì nó không được đẹp cho lắm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ cái đường viền bao bên ngoài giống như là một hình trái tim á. Nó có thể dài dài một xíu các bạn nha. Sau đó thì mình sẽ vẽ cái gân chính ở giữa. Tiếp đến thì Hiền sẽ vẽ các gân nhánh ở hai bên. Và không nhất thiết là hai bên nó phải đối xứng với nhau luôn nha các bạn. Còn nếu mà bạn nào quen tay thì vẽ nó đối xứng cũng được. Sau đó thì Hiền sẽ thêm nét để cho nó nhìn được dày hơn. Cứ thế thì Hiền sẽ thực hiện hết tất cả các gân nhánh hai bên. Rồi tiếp theo thì mình sẽ xẻ nách cho nó bằng cách là đi những đường xẻ ở giữa những đoạn gân nhánh. Cuối cùng thì mình vẽ thêm các lỗ ở trên chiếc lá. Nếu bạn không thích lỗ nhiều thì mình vẽ ít thôi nha. Hiền dùng một cây bút đi nét viền lại cho các bạn có thể thấy rõ hơn. Khi các bạn dùng để vẽ trang trí trên sách vở hay là những quyển sổ sketch thì mình có thể dùng phương pháp này. Có nghĩa là sau khi vẽ thì mình cứ đi nét lại. Rồi có thể tô màu cho nó, màu nước hoặc là màu lông, màu dạ vân vân. Xong rồi thì mình sẽ tẩy những cái đường chì thừa đi. Và tranh mình đã sạch sẽ rồi. Mình ghi tên tiếng Anh của nó thôi. Nó là Monstera Deliciosa. Hôm nay thì Hiền dùng sổ vẽ màu nước Fariano loại 300g. Thì cũng là cái cuốn sổ Hiền đã dùng ở clip trước á. Trong đây nó có 12 tờ. Và 12 tờ nhưng mà tính ra mình có thể vẽ được 24 lần lận. Hiền dùng một cây cọ đầu nhọn. Thực hiện tương tự hướng dẫn khi nãy và mình vẽ phát hình dạng của chiếc lá. Do Hiền dùng màu nước để tô nên Hiền sẽ không dùng bút đi nét để đi lại. Vì như vậy nó sẽ làm cho lá mình nó không được thật cho lắm á. Nên Hiền sẽ dùng gơm và chì để tẩy bớt những đường thừa.
và chỉnh sửa lại cho nó hoàn chỉnh. Những cái đoạn này là những cái đoạn lá bị gập ra phía sau các bạn. Hôm nay thì Hiền dùng màu Leningrad, 4 màu đó chính là màu đen, màu xanh lá, màu xanh vàng và màu vàng đất. Trước hết thì Hiền pha màu xanh và màu xanh vàng, đồng thời thêm một ít màu vàng đất nữa để Hiền tô lớp lót cho cái lá này. Mình sẽ tô toàn bộ cái lá nha các bạn, và chỉ chừa lại những cái lỗ là mình không tô thôi. Các bạn để ý kỹ chứ không thôi là mình sẽ tô bít luôn cái lỗ đó. Khi tô thì các bạn cứ dùng nhiều màu và nhiều nước, bởi vì lớp này là lớp lót thôi nên màu nó chỉ cần lên nhạt chứ không cần lên quá đậm. Cứ thế thì Hiền sẽ phủ hết bề mặt của nó. Việc mình lấy màu nhiều thì mình cũng sẽ dễ di màu hơn. Sau khi xong rồi thì Hiền sẽ sấy để tranh khô nhanh hơn và tiến hành tô lớp chính. Hiền sẽ pha màu ra đĩa gồm có màu xanh lá. Màu xanh vàng. Màu vàng đất. Hiền dùng thêm màu vàng đất vì cái màu xanh vàng nó không được đẹp cho lắm á, nên Hiền pha thêm một chút màu vàng đất để cho nó có thể thật hơn. Để ra được cái gốc màu đậm thì Hiền pha một chút màu đen với lại màu xanh lá. Khi tô thì Hiền tiến hành tô từ phía ngoài vào bên trong. Ở phía ngoài thì Hiền tập trung màu sáng, và phía bên trong thì sẽ là màu tối dần. Ở vùng ngoài nhất thì Hiền thường dùng cái màu xanh vàng pha với màu vàng đất á, Hiền tô nó để nó được ra được cái màu sáng. Dần dần chuyển vào trong đó chính là cái màu xanh vàng, màu xanh lá và cuối cùng là màu xanh đen. Cứ thế thì Hiền sẽ thực hiện hết cái lá này. Và nhớ là các bạn chừa những cái lỗ tròn ra, và đặc biệt nữa là những cái phần nhánh hai bên nha, chứ không thôi là mình tô nó sẽ mất luôn cái nhánh á. Nhớ là khi tô thì các bạn cứ chấm màu nhiều một xíu nha. Thì như vậy mình dễ loang màu hơn, và giữa các màu nó sẽ hài hòa hơn, với lại nó sẽ ra sắc độ đẹp hơn nữa. Chứ nếu mà các bạn lấy màu ít quá thì khi mà mình vừa mới quẹt thôi thì màu nó đã khô rồi, chúng mình muốn loang qua màu khác đi chăng nữa thì nó cũng rất là khó.
Cuối cùng trước khi hoàn thành thì Hiền sấy nó là xong. Lúc các bạn tô thì giấy nó có thể hơi cong một xíu thôi, nhưng khi mà nó khô rồi thì tranh của mình nó sẽ thẳng lại. Nếu tranh cong quá, các bạn cũng có thể dùng một biện pháp nữa là mình cứ lấy một chồng sách nặng và đè lên bên trên nó. Hiền dùng gơm để tẩy những đường chì dư thừa đi. Tuy nhiên thì mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Các bạn cùng chờ xem Hiền sẽ làm gì nha. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm cái khung màu trắng. Sâu. Ê. Đi. Toàn là khung đen không à. Để mình kiếm có còn cái khung màu trắng hả? Ra mấy đứa. Ngay chỗ này nó có một cái đường để mình có thể xé tờ giấy ra nè. Vậy bây giờ thì sẽ xé cái tờ giấy này ra. Khúc này kê tranh vào thì thấy là nó bị hụt hai phần do cái tờ giấy nó không đúng cái kích thước của khung cho lắm, nên Hiền đã dùng một tờ giấy A4 lót bên dưới. Ta thấy mà ta tức á. Rồi, như vậy là nó đã đầy đặn rồi nè. Cuối cùng là Hiền tháo những cái lớp kiến bọc và những cái góc nó ra. Tiếp theo là sẽ đem qua phòng của Hiền và trang trí thôi. Như vậy là xong rồi. Hiền đã có một bức tranh mới ở cái góc làm việc của mình. Chúc các bạn thành công nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video clip lần sau.